Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 4 tháng 7 năm 2024. Chiều hôm nay 3 tháng 7 lộc miền Nam ở trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con 67 ở trên đài Sóc Trăng. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn anh chị em nào muốn có số chứng tham khảo thì liên hệ với số Zalo này. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam cho ngày 4 tháng 7 trên đài Tây Ninh An Giang và Bình Thuận. Tây Ninh mình dự đoán cái cặp 29 92. An Giang mình dự đoán cái cặp 27 72. Bình Thuận mình dự đoán cái cặp 14 41. Anh chị em hãy tham khảo trên miền Nam cho ngày 4 tháng 7. Chúc anh chị em may mắn.